Thể loại phim người mẹ đơn thân với những diễn viên sở hữu thân hình quyến rũ, đặc biệt là vòng bột siêu khủng, luôn được fan hâm mộ thể loại JV khắp châu Á yêu thích và săn đón. Một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất không ai khác là Jamie Kayama. Người đẹp sinh ngày 22 tháng 2 năm 1979, sở hữu chiều cao 1m60 và số đo 3 vòng vô cùng lôi cuốn 93, 63 và 90. Đặc biệt là vòng 1 hết sức nóng bỏng đã tạo ra cơn sốt tìm kiếm khắp các nước châu Á ngay từ những ngày đầu tiên ra mắt vào năm 1997. Những năm học cấp 3, Jamie học trong một ngôi trường gồm toàn nữ sinh. Lúc đó, cô là một sinh viên bình dị, ít nói và cha mẹ cô cũng rất nghiêm khắc. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô theo học tại một trường cao đẳng kỹ thuật. Tại đây, người đẹp bắt đầu tiếp xúc với những cô gái xanh đều và thời trang. Cô nhanh chóng làm quen, tụ tập cùng họ tại các quán bar. Đó cũng là khoảng thời gian cha mẹ cô bắt đầu lo lắng. Và sự nghiệp trở thành một diễn viên JV cũng chính thức bắt đầu từ đây. Jamie Kayama nói rằng, công việc này rất khó khăn, nhưng nó cũng đem lại nhiều niềm vui. Cô sẽ cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán nếu không trở thành một diễn viên trong ngành công nghiệp JV. Jamie từng tuyên bố, cô có thể làm chuyện ấy với tối đa 6 bạn diễn cùng một lúc. Thậm chí, nếu đạo diễn yêu cầu, cô không ngần ngại diễn cảnh yêu thật với nhiều người đàn ông khác nhau.